Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Chiến thuật phương Tây bế tắc trước phòng tuyến Nga. Binh sĩ Ukraine áp dụng chiến thuật xung kích do phương Tây huấn luyện để công phá phòng tuyến Nga nhưng từ bỏ khi vấp phải bãi mìn dày đặc. Từ đầu tháng 6, Ukraine bắt đầu tiến hành chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu, tung ra tiền tuyến những đơn vị tinh nhuệ đã được phương Tây huấn luyện và trang bị trong thời gian dài. Lữ đoàn 47 được mệnh danh là nắm đấm thép của quân đội Ukraine, được trang bị thiết giáp Bradley hiện đại do Mỹ cung cấp, là một trong những mũi chủ công. Theo đúng chiến thuật xung kích đã được huấn luyện ở các nước NATO, các binh sĩ Ukraine sử dụng thiết giáp phương Tây với ưu thế về hỏa lực và sức cơ động nhanh chóng áp sát phòng tuyến Nga. Những thiết giáp này được một số xe tăng chủ lực yểm trợ, sẵn sàng bỏ qua những chốt tiền tiêu của Nga để tiến sát vào hào chính, đảo quân rồi nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Nhưng thực tế không diễn ra như những gì họ đã được học trên các thao trường phương Tây. Khi đoàn xe thiết giáp Ukraine tăng tốc leo lên, họ nhanh chóng sa vào bãi mìn của Nga, dày đặc đến mức xe phá mìn cũng bị vô hiệu hóa. Đoàn xe xung kích mắc kẹt, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với đoàn tập kích liên tục từ pháo binh cùng trực thăng Nga. Những chiếc thiết giáp đi đầu cán phải mìn và mất sức chiến đấu, những chiếc đi sau tản ra và tiếp tục trúng mìn hoặc đạn pháo. Xe tăng chủ lực có tốc độ chậm hơn không kịp yểm trợ, khiến các đơn vị xung kích Ukraine hoặc bị phá hủy hoàn toàn, hoặc phải nhanh chóng rút lui khi đối đầu với chỉ một xe tăng Nga. Ukraine mất khoảng 20% phương tiện chiến đấu huy động cho chiến dịch phản công trong 2 tuần đầu tiên, theo các quan chức Mỹ và châu Âu. Trong số này có nhiều phương tiện hạng nặng như xe tăng Leopard 2, thiết giáp M2 Bradley và xe công binh với bộ phá mìn Leopard 2R. Các quan chức Mỹ và chuyên gia phương Tây cho rằng, sau 2 tháng phản công, quân đội Ukraine đã nhận ra tổn thất quá lớn từ chiến thuật phương Tây và đang tìm cách thay đổi, quay lại với cái đánh truyền thống của họ. Thay vì lao thẳng vào bãi mìn dưới làn hỏa lực Nga, các lữ đoàn Ukraine giờ đây tăng cường tập kích bằng pháo và tên lửa tầm xa để bào mòn phòng tuyến đối phương. Bộ binh của họ cũng rời khỏi xe thiết giáp, dựa vào lực lượng công binh dò gỡ mìn thủ công để tìm đường tiến sát trận địa Nga, dù với tốc độ chậm chạp hơn nhiều. Chỉ khi chọc thủng được phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine mới có thể quay lại cách tác chiến của Mỹ, tận dụng sức cơ động của lực lượng cơ giới để tiến nhanh vào hậu tuyến, nơi các đơn vị Nga mỏng hơn. Bản tin thứ hai trong ngày, Trung tá Đài Loan bị cáo buộc tuồn tin mật cho Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, Trung tá Họ Say và một số đồng phạm bị bắt vì cáo buộc cung cấp bí mật quân sự cho Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 2 tháng 8 cho hay, giới chức nghi ngờ Trung tá Say nằm trong nhóm những người bị tình báo Trung Quốc tuyển mộ để cung cấp thông tin mật quân sự và các lĩnh vực khác. Chúng tôi rất buồn và lên án một số ít người vô đạo đức đã vi phạm nghĩa vụ và phản bội, cơ quan này nêu. Say cũng bị nghi ngờ xây dựng mạng lưới gián điệp gồm các quân nhân cựu binh có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc. Tờ Taipei Times dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố viên cấp cao Đài Loan cho hay văn phòng hiện chưa phản hồi thông tin này. Một thiếu tá đã nghỉ hưu cùng 3 người khác cũng đã bị thẩm vấn trong sự kiện liên quan và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Phó Tổng Thư ký Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan Alex Huan nói các hành vi bị cáo buộc là đáng xấu hổ, cho rằng sự việc nên được điều tra kỹ lưỡng và phải có bản án nghiêm khắc đối với những người bị kết tội. Ở Đài Loan, quân nhân phạm tội chuyển thông tin mật cho Trung Quốc có thể bị kết án tối đa 10 năm tù. Tin tiếp theo, những cáo buộc nhắm vào ông Trump trong vụ bạo loạn đồi Capitol. Ông Trump bị cáo buộc cấu kết để lừa gạt nước Mỹ, cản trở công lý và quyền công dân trong bạo loạn đồi Capitol với mức án có thể lên đến hàng chục năm tù. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington ngày 1 tháng 8 công bố cáo trạng dài 45 trang truy tố cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 dẫn đến cuộc bạo loạn quốc hội Mỹ. Bốn cáo buộc được đưa ra trong cáo trạng đều là những tội danh nghiêm trọng, có thể khiến ông Trump phải ngồi tù trong thời gian dài nếu bị tuyên có tội. Câu kết để lừa dối chính phủ Mỹ. Trong luật tố tụng hình sự Mỹ,
Cấu kết được định nghĩa là kế hoạch đã được bàn bạc giữa hai người trở lên nhằm vi phạm luật pháp liên bang. Nghi phạm không nhất thiết phải hoàn thành hành vi mới cấu thành tội cấu kết, và những người tham gia vào bất kỳ giai đoạn nào của kế hoạch đều có thể chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp của ông Trump, các công tố viên cáo buộc ông âm mưu cấu kết với 6 người khác để lật ngược kết quả hợp pháp các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. 6 người này không bị nêu tên, cũng chưa bị truy tố, nhưng 5 trong số họ có mô tả trùng khớp với nhóm luật sư riêng của ông Trump gồm Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell và Kenneth Chekeboro, cùng quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Black. Người thứ 6 được mô tả là một cố vấn chính trị. Cáo trạng cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách để thay đổi kết quả bầu cử, nhưng gây áp lực lên quan chức ở một số bang chiến trường để họ công nhận ông là người chiến thắng. Ông cũng bị cho là đã tổ chức các nhóm đại cử tri giả, những người chứng nhận sai sự thật rằng ông đã thắng ở 7 bang. Ông Trump còn bị tố đã gây sức ép để Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, cũng như gây áp lực buộc Phó Tổng thống Mike Pence lúc bấy giờ thay đổi kết quả bầu cử và lợi dụng cuộc bạo loạn đồi Hamilton ngày 6 tháng 1 năm 2021 để cố gắng ngăn các nghị sĩ xác nhận chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden. Các công tố viên sẽ phải chứng minh ông Trump đã thực hiện hành vi gian dối để phá hoại hoặc can thiệp vào công việc của chính phủ liên bang. Bản cáo trạng cho rằng cựu Tổng thống biết những tuyên bố gian lận của mình là sai khi ông đã được các nhân viên chiến dịch, quan chức Nhà Trắng và đại diện chính quyền bang thông báo rằng không có bằng chứng xác thực cho chúng. Ông cũng bị cáo buộc là nói dối quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia về hành động can thiệp phiếu bầu, dù đã được Bộ Tư pháp thông báo điều đó chưa từng xảy ra. Nếu bồi thẩm đoàn tuyên bố ông Trump có tội trong các tội danh bị truy tố, thẩm phán Chuck Kent có thể tuyên mức án tới 35 năm tù với cựu tổng thống. Bản tin thứ tư, Trump nói ông có thể đối mặt án tù 561 năm. Cựu tổng thống Trump nói với người ủng hộ rằng ông có thể bị kết án 561 năm tù, đồng thời chỉ trích Tổng thống Biden và Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp si đòi của Joe Giang Trá lại tiếp tục truy tố phi pháp người bạn chân thành của các vị. Nhiều thông tin cho thấy tôi sẽ đối mặt với án tù tổng cộng 561 năm vì cuộc săn phù thủy của phe đối lập. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gây vị gửi đến những người ủng hộ hôm 2 tháng 8. Bức thư được gửi đi trước khi ông Trump dự kiến trình diện tòa án liên bang ngày 3 tháng 8. Bị đơn tại Mỹ hiếm khi bị kết án mức tối đa với toàn bộ tội danh bị kết tội. Án tù của các tội khác nhau cũng được thực thi đồng thời, hạn chế tổng thời gian ngồi tù của người bị kết án. Tại bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington ngày 1 tháng 8 công bố, cáo trạng dài 45 trang, truy tố ông Trump vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến cuộc bạo loạn quốc hội Mỹ. Cáo trạng được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, gồm 4 cáo buộc là âm mưu lừa gạt nước Mỹ, án tù tối đa 5 năm, âm mưu cản trở và cản trở quy trình nhà nước, án tù tối đa 20 năm, và âm mưu tước quyền có cuộc bầu cử công bằng của cử tri, án tù lên đến 10 năm. Đây là một trong nhiều thách thức pháp lý ông Trump đang đối mặt. Ông Trump cuối tháng 3 trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán New York ấn định xét xử vụ này vào tháng 3 năm 2024. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 6 công bố cáo trạng 49 trang, trong đó có 17 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở Tư Dinh, cũng do công tố viên Smith phụ trách. Cơ quan này cuối tháng 7 bổ sung thêm 3 cáo buộc với cựu tổng thống Mỹ. Tòa dự kiến xét xử vụ tài liệu mật vào tháng 5 năm 2024. Nếu bị kết tội theo đạo luật gián điệp Mỹ, ông khó tránh nguy cơ lãnh án tù với mức tối đa là 20 năm. Phe Cộng Hòa coi các vụ truy tố ông Trump là động thái nhằm cản bước cựu tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cựu tổng thống Mỹ còn đối mặt cuộc điều tra về nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Hồ sơ tòa án cho thấy, các luật sư của ông Trump đã kiến nghị tòa thượng thẩm Georgia tước quyền công tố viên phụ trách điều tra Fannie Willis và báo cáo từ một đại bồi thẩm đoàn về kiến nghị truy tố một số cá nhân. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha.
Bốn yếu tố châm ngòi đảo chính ở Nezu: xung đột Triều Tiên, chia rẽ về vấn đề kinh tế, an ninh hay sắc tộc được coi là những nguyên nhân thúc đẩy cuộc đảo chính quân sự ở Nezu. Sau khi bất ngờ tiến hành cuộc đảo chính ở Nezu hôm 26 tháng 7, tướng Abu Barahame Tiani, chỉ huy đội cận vệ để lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum, tuyên bố họ phải hành động để tránh sự sụp đổ dần dần và không thể tránh khỏi của đất nước. Phe của tướng Tiani cho rằng ông Bazoum, người lên nắm quyền từ năm 2021, đã không thể làm gì để ngăn chặn tình trạng bất ổn gia tăng cũng như nền kinh tế trì trệ, chìm đắm trong nghèo đói của Nezu. Olajinka Azala, nhà khoa học chính trị chuyên về châu Phi tại Đại học Leeds Beckett ở Anh, cũng cho rằng tình trạng bất ổn về an ninh và đình trệ về kinh tế đã góp phần dẫn tới cuộc đảo chính. Nezu là một trong những quốc gia nghèo nhất ở vùng Sahel của châu Phi, khu vực giữa sa mạc Sahara ở phía Bắc và thảo nguyên nhiệt đới ở phía Nam, nhưng lại rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và uranium. Từ năm 2015, các nhóm Hồi giáo cực đoan từ nước láng giềng Mali bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động sang Nezu, biến quốc gia này thành một điểm nóng của chủ nghĩa cực đoan, khi chính phủ Nezu hầu như không có biện pháp hiệu quả để đối phó. Chính phủ Nezu đã nhận được nhiều hỗ trợ lực lượng nước ngoài, đặc biệt từ Pháp và Mỹ, nhưng không ngăn chặn được cái cuồng nổi dậy. Có một số nhóm phiến quân hoạt động mạnh ở Nezu gồm Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Boko Haram. Các nhóm phiến quân này kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn, thường xuyên đụng độ với quân đội chính phủ, gây ra nhiều vụ tấn công đã khiến hàng nghìn binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong thập kỷ qua. Tướng Tiani sinh ra tại vùng Philippi, tây nam Nezu, đã chứng kiến những cuộc giao tranh đẫm máu gần 8 năm qua giữa quân đội chính phủ với lực lượng nổi dậy có liên kết với Al-Qaeda và IS, cũng như các tay súng cực đoan từ nước láng giềng Nigeria. Đây có thể là một trong những lý do thổi bùng nỗi bức xúc của ông này với cách chính quyền Tổng thống Bazoum đối phó với các nhóm nổi dậy. Hàng trăm thanh niên ở thủ đô Niamey hôm 26 tháng 7 đã tụ tập ăn mừng khi quân đội đảo chính, đồng thời hô vang "What no?". Điều này cho thấy một số người ở Nezu tin rằng quân đội với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự tư nhân "What no?" sẽ làm tốt hơn chính phủ trong các chiến dịch chống quân nổi dậy, theo Asila. Ông Tinubu cũng đã cử Tổng thống Cộng hòa Benin Patrick Thailand tới thủ đô Nezu để đàm phán giải quyết tình hình. Tuy nhiên, quân đội Nezu đến nay chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ nhận bộ và trao lại quyền lực trong Bazoum. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý vị khán giả trên khắp cả nước luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.